Thưa quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 1, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung ít mưa, chưa chiều hưởng nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng không mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Riêng địa bàn Hà Nội, hiện vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa khu vực quận Cầu Giấy, sau đó sẽ lan sang các quận huyện khác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp 1.